Hello, xin chào anh em YouTube nha. Để xem hôm nay mình có gì để mà mình giao cho anh em đây. Thì hồi sáng thì mình vẫn đi làm bình thường. Sáng thì đi làm, trưa thì đi tập. Trong thời gian đó thì mình vừa làm vừa nhận đơn hàng của anh em. Xong rồi chiều thì mình về mình gửi. Thì thường thì ngày nào cũng vậy hết á. Thì nói chung là mấy đơn hàng này là có khách lạ khách quen nha anh em. Thì chắc cũng có bạn xem video của mình đó. Thì nói chung là ở đây thì có hàng giao cho bạn PT và có hàng thì giao cho khách thường. Thì cái hộp này thì mình giao cho bạn PT. Bạn PT ở gần phòng mình luôn, sát bên. Rồi cái hộp này thì mình cũng giao cho một bạn PT khác luôn, cũng gần phòng mình. Cũng gần nhà mình, sát bên luôn. Nè, hai bạn PT, với lại cái hộp này cũng giao cho bạn PT kia luôn. Này là ba bạn PT, ba bạn PT thì cái bạn này với bạn này ở chung một phòng, nhưng mà PT khách riêng của nhau, cho nên là sẵn thì tí nữa cái này mình sẽ mang qua bên phòng mình giao sau, còn cái này một tí nữa bạn PT này chạy ở bên mình lấy đó. Cái này là để dành cho bạn nữ nào uống. Tại vì nãy mình đi tập thì ở trong phòng thì gặp anh bạn PT này, thì anh bạn PT này lấy hàng rồi mình soạn luôn, mình soạn sẵn ra thì một tí nữa người ta qua thì mình sẽ giao luôn. Cái này thì mình vừa mới nhận đơn hàng, thì bạn này là ở bên Mỹ Tho Tiền Giang, thì hàng xóm láng giềng với mình Long An, Mỹ Tho thì sát bên. Thì cái này thì một tí mình sẽ gói lại mình gửi cho bạn này. Còn hai cái hũ này là hũ D3K2 Omega 3 D3K2 với lại cái hũ Lucosamin đó, thì một tí nữa mình sẽ giao luôn cái này cho một bạn ở gần mình luôn, ở Bến Lức luôn. Ở Bến Lức thì hôm bữa mình có giao hai hũ quay xuống Bến Lức, thì cách đây mấy bữa anh em mình có giao hai hũ quay, thì cái bạn này cũng gần chỗ đó luôn, thì bạn đó có mua thêm cái bình lắc nữa, nhưng mà một tí nữa thì mình sẽ gửi cái bình lắc sau, thì cái bao tay mình tặng cho bạn này. Còn cái hũ quay này thì cái anh mà hôm bữa ở bên Mỹ Tho, anh này ở bên Mỹ Tho luôn, bên Tiền Giang Mỹ Tho, thì anh này lúc trước cũng hay đặt của bên mình. Cách đây vài bữa thì anh nó có nhắn tin hỏi mình là có cái retin của BVI hay không. Thì mình nhắn tin trả lời ảnh là mình không có cái loại đó. Thì ảnh mới đặt hàng ở trên Sài Gòn về. Rồi cái shop nào ở trên Sài Gòn á, ảnh cũng có hỏi giá của cái hũ quay này ở trên đó luôn, thì bên đó mới chào hàng rồi, nhưng mà ảnh lại không mua. Ảnh mới thôi để về mua bên mình cho nó gần, với lại anh em mua nhiều cho nên cũng có chút tình cảm, thì anh nó thích mua của mình hơn. Rồi anh nó mới về mới nhắn tin cho mình là mình sẽ gửi. Thì mọi hôm thì mình mang xe mình chạy qua bên bên mình ở đây á, mình chạy qua bên chỗ hẹn á mình giao cho ảnh, nhưng mà hôm nay thì ảnh làm biến đi cho nên là mình sẽ gửi shipper luôn. Nói chung là mình sẽ gửi shipper cho nó tiện, mình đỡ phải chạy đi chạy lại. Thì cái này thì tại vì bây giờ nó gần Tết cho nên là nó hơi lu bu, cho nên là mình không có đặt thêm được cái hàng retin của BBI. Thì sắp tới thì mình sẽ cố gắng mình lấy thêm retin đó về để mình bán cho anh em. Thì hôm nay thì mình lỡ hẹn với ảnh hũ retin thì ảnh đã đặt trên Sài Gòn rồi, nhưng mà lần sau thì mình sẽ cố gắng lấy về để mình bán cho anh nó thêm. Thì tí nữa mình sẽ gói lại. Thì nói chung là cũng không có gì anh em, đơn hàng thì hôm nay đầu tuần thì cũng lai rai lác đác vài đơn. Thì sẵn mình làm một cái video ngắn mà mình chia sẻ với anh em xem chơi cho vui thôi. Thì nếu mà anh em có nhu cầu gì đó về tư vấn sản phẩm, hàng hóa hay là giá cả gì đó thì cứ liên hệ mình, cái số Zalo mình để bên trên màn hình, với lại cái đường link Facebook mình để phía bên dưới cái phần mô tả video luôn. Với lại hồi trưa này mình đi tập thì có một bạn nhắn tin hỏi mình về cái kinh nghiệm bán thực phẩm bổ sung gì đó, thì bạn chắc cũng có vốn, cũng đang tính mở một cái tiệm thực phẩm bổ sung để mà bán cho anh em tập trung trong phòng á. Thì mình cũng có tư vấn sơ sơ rồi, thì nói chung là anh em nào mà có nhu cầu muốn tư vấn gì thì mình biết mình sẽ tư vấn tận tình nha. Biết cái gì thì mình sẽ tư vấn trong cái khả năng hiểu biết của mình thôi. Xin chào anh em nha. Thì hẹn mọi người vào những cái video sau. Thì cái link đặt hàng của mình thì mình vẫn để phía bên dưới cái phần mô tả video nha anh em. Ở trong Facebook anh em hạn chế đặt hàng trên YouTube nha. Tại nếu mà anh em mà có hỏi này kia trên YouTube thì mình cũng ít vào trong đó, mình cũng ít khi nào mà vào trong đó lắm. Mình chỉ là mình làm video xong rồi mình quăng lên trên đó thôi, chứ mình cũng ít khi nào mà mình vào. Lâu lâu mình mới vào một lần hả anh em, lâu mới vào một lần để xem coi anh em có những cái thắc mắc gì về hàng hóa hay không thì mình sẽ trả lời anh em.
Còn anh em nó mà đặt hàng thì một là anh em đặt ở trên Zalo, hay là đặt ở ở phần phần cái đường link mình để ở dưới phần mô tả video nha anh em. Tôi xin chào tạm biệt mọi người nha, hẹn mọi người những cái video sau, bye bye.